Đúng sáng mùng 1 Tết, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, rắc muối vào chỗ này, đảm bảo vận may ùn ùn kéo tới, giàu sang cả năm. Hoan hỉ kính chào quý cô bác tuổi Kỷ Hợi đã quay trở lại với kênh Phong thủy phát tài ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngoài những công dụng rất quen thuộc như làm gia vị món ăn, sát khuẩn, thì theo phong thủy, muối còn có công dụng được coi là một lá bùa để xả xui. Chẳng những thế mà từ lâu người Việt ta vẫn có phong tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, như là một điều cầu may mắn, hạnh phúc và giàu sang, làm ăn tấn tới. Các chuyên gia phong thủy có tiết lộ, đúng vào mùng 1 Tết, những người tuổi Kỷ Hợi rắc một năm muối vào đúng chỗ này thì những vận xui tránh xa, may mắn lại gần. Vậy cụ thể ra sao? Hãy cùng 30 tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Đúng sáng mùng 1 Tết, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, rắc muối vào chỗ này, tiền bạc ùn ùn kéo vào nhà, giàu sang phát tài cả năm. Thưa quý vị, người xưa có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, vậy nên những gia đình giàu có lại càng cẩn thận hơn trong việc xả xui cuối năm để chào đón năm mới phát tài phát lộc. Thực tế cách xua đuổi xui xẻo của họ vô cùng đơn giản, thế nhưng không phải ai cũng biết. Trừ tà bằng muối. Muối là một loại gia vị nấu ăn không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh đó, theo truyền thuyết phong thủy, muối còn là vật phẩm trừ tà diệt ma, thu hút tài lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Vậy nên vào những ngày đầu năm, người Việt thường mua một túi muối để cả năm được phù hộ độ trì, công thành danh toại và gia đình hạnh phúc. Muốn năm mới như ý phát tài, gia chủ chỉ cần chuẩn bị một ít muối, sau đó chút đầy muối vào lọ thủy tinh và đặt 5 đồng xu theo hướng tương ứng với ngũ hành tương sinh kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Khi làm điều này, chắc chắn những nguồn năng lượng tiêu cực sẽ bị hút sạch, trả lại sự yên bình cho gia đình bạn. Ngoài ra, gia chủ có thể rắc muối trắng quanh nhà để ma quỷ không dám lại gần. Lớp muối này sẽ như bùa bình an để bảo vệ các thành viên trong gia đình của bạn. Vị trí đặt nước muối để thu hút sự thịnh vượng và cải thiện sức khỏe. Theo quan niệm phong thủy, muối và tinh thủy nước kết hợp với nhau sẽ hóa giải các nguồn năng lượng xấu. Trong phong thủy, thu hút sự thịnh vượng và cải thiện sức khỏe. Còn các đồng tiền xu kim loại lại có khả năng kích thích các loại phản ứng hóa học, làm sạch và giảm nhẹ tác động của các nguồn sát khí. Theo các chuyên gia, một vị trí đặt muối hút tài lộc ùn ùn kéo đến là ở phương Đông Nam, bởi vì phương này là đại diện cho cung tài lộc và có khả năng đẩy lùi các nguồn năng lượng xấu và thu hút năng lượng tốt, giúp cho vận khí của gia chủ trở nên thịnh vượng tốt đẹp hơn. Vị trí đặt bát muối cải thiện cãi vã trong gia đình. Theo phong thủy, bạn nên đặt thêm một bát muối ở hướng Đông để cải thiện tình trạng gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Gia đình sẽ trở nên thuận hòa ấm êm nhờ bát muối phong thủy, chấn giữ và bảo vệ khỏi những tai bay vạ gió. Vị trí đặt nước muối để hóa giải vận hạn xấu cho căn nhà. Bên cạnh các vị trí tốt để cầu tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp, thì theo các chuyên gia phong thủy, bát nước muối có thể hóa giải các vận hạn xấu. Nếu các vị trí phong thủy, phòng khách, bếp hay là phòng ăn trong nhà đúng vị trí các sao xấu như nhị hắc và ngũ hoàng, điều này sẽ giúp giải trừ một số tai họa xấu do các thế phong thủy gây ra, đem lại an toàn cho các thành viên trong gia đình. Các lưu ý khi đặt nước muối hút tài lộc. Khi thực hiện mẹo này, bạn cần phải đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt bát, tránh xê dịch hay là động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát nước có thể sẽ bị phá vỡ các bạn nhé. Thưa quý vị, bên cạnh những mẹo với muối vừa rồi, dân gian ta cũng thường sử dụng chanh để như một vật phẩm phong thủy giúp chiêu tài hút lộc và xua đuổi tà khí khá hiệu quả. Có hai vị trí để cất giữ tùy bạn muốn điều gì cho gia đình mà bạn lựa chọn để thực hiện nhé. Cách thứ nhất, dùng chanh hút tài lộc tình duyên để đặt bên dưới hoặc bên cạnh. Theo các nhà phong thủy, bên trong ngôi nhà của chúng ta, chúng tồn tại hai nguồn năng lượng tốt xấu.
năng lượng xấu sẽ làm cho gia đình làm ăn trì trệ hay bất hòa, khó thăng tiến. Nếu bạn muốn thay đổi cải vận thì trước tiên bạn phải đẩy hết năng lượng xấu ra khỏi nhà, đơn giản thực hiện giống nhau. Bạn chỉ cần đặt một hoặc là ba quả chanh dây ở trên một cái đĩa và thêm một ít nước muối vào trong. Ban đêm, bạn hãy bí mật đặt muối này vào dưới đáy đĩa hoặc là ở cạnh bên. Hôm sau ngủ say, hãy ném túi bóng đi. Cứ thực hiện đều đặn trong 3 ngày liên tục, nguồn năng lượng xấu trong nhà bạn sẽ mất dần biến thể, nhường chỗ cho các nguồn năng lượng tốt, phát huy tác dụng, lại có thể may mắn thành công cho gia đình. Cách thứ hai, mang sức khỏe cho cả gia đình, đặt ở đầu giường. Để cải thiện sức khỏe cho người thân, bạn nên chuẩn bị một đĩa chanh muối và đặt ở đầu giường khi ngủ. Hương thơm của chanh và độ mặn có thể lọc không khí, khử độc và cực kỳ tốt cho nam giới. Theo các chuyên gia, chanh là giải pháp rất tuyệt vời khi sống ở trong ô nhiễm môi trường như là hiện nay. Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ, người già thì lại càng nên phải đặt chanh ở trong phòng để kháng khuẩn phòng bệnh. Từ việc thay đổi thời tiết, ngoài ra các chuyên gia cũng đề xuất chúng ta nên đặt chanh muối ở góc bếp để khử mùi và làm sạch vi khuẩn. Một ít chanh đặt ở góc bếp có công dụng cực lớn trong việc đóng hộ côn trùng ra khỏi nhà, bởi gián kiến đều sợ mùi của chanh. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị mẹo sử dụng muối trong phong thủy để xua đuổi những vận xui của năm cũ và chiêu tài lộc vào trong nhà trong những ngày đầu năm mới này. Quý vị hãy áp dụng ngay để đón được nhiều may mắn nhé! Thưa quý vị thân mến, việc dọn dẹp nhà cửa vào dịp cuối năm là một điều vô cùng quan trọng để đón một năm mới may mắn và nhiều tài lộc. Vậy quý vị đã biết cách dọn dẹp nhà cửa vào dịp cuối năm sao cho không phạm đại kỵ phong thủy, kích năng lượng tích cực và đón nhiều may mắn trong năm mới chưa? Hãy cùng chương trình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Dọn dẹp không gian phòng làm việc. Bản mệnh nên kê bàn làm việc ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra không gian phía ngoài thoáng đãng. Điều này sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của gia chủ sáng sủa, thăng tiến bừng bừng. Nhưng chú ý, điều đó không có nghĩa là bạn ngồi dựa vào cửa sổ thay vì úp mặt vào cửa sổ, mà bạn nên quay lưng với cửa ra hướng phòng. Ngoài ra, chúng ta nên treo thêm tranh ảnh có nội dung tích cực và các cây cảnh để mang ý nghĩa cát tường, giúp gia chủ thực sự thoải mái, giảm căng thẳng khi làm việc. Chẳng hạn như là cây trầu bà, thường xuân, đỗ quyên, kim tiền, kim ngân, sống đời, hoa hạnh phúc và hoa ngũ gia bì. Mặt bàn làm việc nên bài trí theo nguyên tắc tả thanh long, bên trái người ngồi đặt cao chồng hồ sơ, giấy tờ, sách, còn bên hữu bạch hổ, bên phải người ngồi bày các vật dụng thấp hơn, khoảng cách giữa mặt bàn luôn phải thoáng sạch. Dọn dẹp không gian phòng khách đón Tết. Vào dịp năm mới, phòng khách càng trở nên quan trọng, bởi đây là bộ mặt của căn nhà, nơi quây quần ấm cúng của người thân, bạn bè tới chúc Tết gia chủ. Bởi vậy, gia đình nào cũng cố gắng dọn dẹp khu vực này và bày biện trang trí nhiều vật dụng phù hợp trong năm mới để bộ mặt nhà càng thêm bừng sáng tinh tươm. Lau dọn phòng khách, mọi người chú ý lau sạch những khu vực như sảnh vào cửa chính, bậc thềm, bộ cửa sổ để đón cát khí. Những nơi đón tiễn khách cần phải đặt những chậu cây cảnh hợp phong thủy, như bên trái đặt cây sung, cây xanh, bên phải đặt cây lộc vừng. Ngoài ra có thể đặt các bức tranh tượng trang trí, tranh ảnh, câu đối, treo đèn lồng, vừa tăng phần sinh động, vừa tạo sinh khí trong nhà trong dịp Tết đến xuân về. Nhà nào có treo gương lớn trong phòng khách phải lau rửa mặt gương sạch sẽ. Gương lớn để trong phòng khách mà bị mờ bẩn sẽ tạo ra nhiều năng lượng xấu tiêu cực, làm lạnh lẽo không gian. Dọn dẹp không gian phòng ngủ. Không gian phòng ngủ là nơi các thành viên gia đình dành nhiều thời gian ở đây nhất, 1/3 thời gian trong cuộc đời. Tuy nhiên, cần phải chú ý nếu trong năm cũ 2023 vận khí của bạn khá tốt thì chỉ nên lau dọn giường ngủ sạch sẽ, tuyệt đối không xê dịch giường, nhất là đầu giường. Ngược lại, năm cũ đã qua mà vận khí của gia đình xấu không thuận lợi, gia chủ có thể nhấc cả đầu giường ra, lau dọn thật sạch, rồi kê vào như cũ để chào đón một năm mới tốt đẹp hơn. Phòng ngủ, mọi người cũng hay để két sắt. Nhiều người thường quên lau dọn két sắt, điều này ảnh hưởng không tốt đến tài khí. Theo thuyết cổ, nơi nào chứa nhiều tiền đồng, nhiều hơi kim loại là nơi thần tài ngự ngủ về đêm, nên mọi người chỉ được lau dọn két tầng chiều muộn trước 20 giờ, không lau dọn két ban ngày. Ở trong két sắt, tránh để các linh thú như tỷ hưu, cóc ba chân, long quy, kỳ lân, linh thú bị nhốt trong két, bế khí không tốt cho gia chủ.
Các nhà phong thủy cũng khuyên rằng việc dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa không phạm phong thủy sẽ mang lại sinh khí. Ngôi nhà thiếu sinh khí khiến gia chủ luôn cảm thấy ngột ngạt, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, để tăng sinh khí cho ngôi nhà trong năm mới, các gia đình nên bài trí thêm nhiều chậu cây cảnh, bonsai đẹp. Ngoài cây đào, cây mai, cây quất, có thể bài trí các cây kim tiền, hoa cúc vàng, hoa đỗ quyên và hoa đồng tiền. Dọn dẹp không gian phòng bếp. Để nhà bếp trở nên thoáng đãng, sạch sẽ và chuẩn phong thủy, trước tiên gia chủ lưu ý không treo các vật dụng sắc nhọn trên tường như là dao, kéo, bảo lộ ra ngoài. Các vật dụng này vô tình trở thành những sát khí, khiến vận khí trong nhà xấu đi. Các thành viên dễ nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn. Tối kỵ để dao kéo thẳng ngay dưới gầm bếp hay treo dắt dao kéo sau lưng bếp nấu. Thưa quý vị, trong quá trình bản mệnh dọn dẹp nhà cửa mà thấy ba món đồ này thì bản mệnh cần phải dứt khoát bỏ ngay ba món đồ cản trở tài lộc này đi nhé. Thứ nhất, đồng hồ chết. Theo quan niệm của người phương Đông, đồng hồ luôn là tượng trưng cho sự chảy trôi của thời gian và là biểu tượng của vận mệnh. Do đó, khi đồng hồ chết, đồng nghĩa với việc thời gian bị ngưng đọng, vận mệnh bị cản trở. Điều này tượng trưng cho những việc không may mắn có thể sẽ xảy đến với gia chủ. Chính vì vậy, khi phát hiện đồng hồ trong nhà ngừng chạy thì nên hạ xuống kiểm tra ngay lập tức. Nếu là do hết pin thì nhanh chóng thay pin. Trong trường hợp đã hỏng thì dứt khoát nên bỏ chiếc đồng hồ đó đi, không nên treo những chiếc đồng hồ chết như vậy trên tường. Qua đó cũng nhắc nhở các gia chủ nhân dịp dọn nhà cuối năm nên kiểm tra đồng hồ còn hoạt động tốt hay không và thay pin nếu như pin cũ sử dụng đã lâu, tránh việc đồng hồ chết vào ngay những ngày đầu năm mới. Thứ hai, lịch cũ. Cũng giống như đồng hồ, lịch cũng là vật biểu tượng cho thời gian, có mối quan hệ mật thiết với gia chủ. Những quyển lịch cũ gắn liền với những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, bao gồm cả những điều không may. Do đó, nếu giữ lại những cuốn lịch cũ sẽ khiến tài vận của năm mới bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, nhiều gia đình còn giữ thói quen dùng lịch cũ gói đồ ăn. Tuy nhiên, kiến nghị các gia đình không nên làm như vậy vì mực in trên giấy tờ lịch rất có hại cho sức khỏe. Chính vì vậy, khi năm hết Tết đến, các gia đình nên tháo lịch cũ xuống và thay bằng những cuốn lịch mới. Thứ ba, ví rách hoặc là sờn mòn. Ví tiền là vật bất ly thân của mỗi người, đồng thời cũng là đồ vật quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới con đường tài lộc của chủ nhân. Chính vì vậy, theo phong thủy, những chiếc ví rách hoặc bị sờn mòn sẽ khiến tài lộc của gia chủ bị ảnh hưởng, tiền tài bị giảm sút. Do đó, nếu chiếc ví của bạn đã rách nát hoặc dùng đã lâu và bị sờn mòn thì nên nhân cơ hội này để thay ví mới. Điều này sẽ giúp bạn gia tăng tài lộc và vận may mắn cho năm mới. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp ngày hôm nay sẽ giúp quý vị bài trí nhà cửa phù hợp, đúng trong phong thủy để mời gọi tài lộc vào nhà. Nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ tới những người thân của mình để cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.